Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản niềm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ view lại tất cả những cái diễn biến ở trong tuần vừa qua. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái nhóm ngành rất là cơ bản, một số các cái mã cổ phiếu nhóm trụ, nhóm xây lắp, rồi nhóm banh, nhóm chứng khoán. Và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài các cái ý dự báo về xu hướng thị trường trong một cái tuần giao dịch mới, tuần giao dịch thứ hai của tháng 10, và chúng ta bắt đầu gọi là những cái tuần giao dịch đầu tiên của quý 4, khởi động cho phần thi về đích của năm 2021. Thế thì kết thúc phiên ngày 1 tháng 10 thì chúng ta đã ra bản tin video số 175, trong đó có phân tích đánh giá xu hướng thị trường tuần từ ngày tuần từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 10, trong đó có dự báo về xu hướng nhóm banh và nhóm chứng khoán đi vào quỹ đạo downtrend, và những cái tác động tiêu cực của nhóm banh lên thị trường. Cùng với đó thì chúng ta cũng có nhấn mạnh các cái ý về cơ bản, đó là trong thời điểm hiện tại thì chúng ta cần theo dõi thêm cái chỉ số Dow Jones và chỉ số Dow Jones Future. Thì đối với chỉ số này nó có một cái mốc 34.500 điểm, và sau đó có một cái mốc là 33.500 điểm. Đấy là những cái mốc mà bộ đôi chỉ số này cần phải giữ lại để nó có những cái tác động tích cực lên tâm lý nhà đầu tư. Và về cơ bản thì trong tuần vừa qua là bộ đôi này đã thành công giữ vững cái mốc hỗ trợ ở mốc 33.500 điểm. Một cái yếu tố kỹ thuật thứ hai nữa, nó liên quan đến giá dầu thô. Hiện tại thì trong cái điểm thời điểm bùng ra bản tin tuần thì chúng ta đã có nói rồi, nó vận động ở vùng kháng cự 74 đến 76.5, và trong tuần thì giá dầu đã có những phiên giao dịch rất là tích cực, và hiện tại thì đang giao dịch ở không bật lên, nhưng mà nói chung là nôm na ngày hôm nay đang giao dịch ở khoảng quanh ngưỡng 79 đến 80 đô một thùng. Như vậy là giá dầu đang giao dịch hết sức là tích cực, và chính vì cái sự tích cực này nên nó đã có những cái tác động rất là tốt đến nhóm P trong thời gian vừa qua. Và các anh chị cũng đã thấy rằng là nhóm P của chúng ta đã có một trend kỹ thuật tăng tương đối tốt, và nó đang gặp phải những cái vùng kháng cự, thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết hơn. Và cái ý thứ ba nữa mà chúng ta có nói đến, đó là chúng ta nói đến các cái vùng kháng cự tuần và vùng hỗ trợ tuần. Thì cái việc mà chúng ta nói đến kháng cự tuần và hỗ trợ tuần để chúng ta làm gì, thì nôm na nó như là một cái khung sườn để khi chúng ta thấy rằng thị trường của chúng ta tiệm cận kháng cự tuần thì chúng ta sẽ có những cái việc chúng ta cần phải làm. Ví dụ cổ phiếu chúng ta đang có lãi, chúng ta có thể chốt lãi một phần, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta đang full margin, chúng ta có thể bán bớt để chúng ta đưa tỷ lệ margin về mức an toàn. Đó. Hoặc là khi gặp kháng cự tuần thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đưa cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu về ngưỡng hợp lý. Và với kinh nghiệm của ông Lê thì thông thường khi thị trường về đến kháng cự thì một cái công thức đẹp nhất đó là khoảng 50-50. Tức là 50% cái vốn của chúng ta thì chúng ta để lại trong các cái mã cổ phiếu, và 50% chúng ta hiện thực hóa cái lợi nhuận của chúng ta sau một giai đoạn đầu tư để chúng ta nắm giữ một lượng tiền mặt. Và cái lượng tiền mặt đó nó có một cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho chúng ta trong những phiên mà thị trường không may nó có những cái điểm rơi rất mạnh, thì đấy là cái vũ khí để chúng ta chiến đấu lại với thị trường, đấy là cái vũ khí để chúng ta bắt lại những cái mã cổ phiếu của chúng ta đang nắm trong tài khoản để chúng ta lướt lát tê cộng đó. Và khi chúng ta phân tích cái ngưỡng kháng cự thị trường để làm gì đó, thì khi thị trường về đến kháng cự thì chúng ta hạn chế mua, đúng không ạ? Chúng ta canh bán, chúng ta hạn chế mua. Hoặc trong cái trường hợp ngược lại, chúng ta phân tích cái ngưỡng hỗ trợ tuần để làm gì, để khi thị trường của chúng ta về ngưỡng hỗ trợ thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta sẽ tăng tỷ trọng cổ phiếu lên, hoặc là chúng ta sẽ giải ngân để chúng ta mua cổ phiếu, rồi chúng ta có thể tăng cái tỷ lệ margin lên để chúng ta mua được cổ phiếu nhiều hơn, vân vân và vân vân. Hoặc là trong một cái trạng thái cổ phiếu chúng ta đang lỗ
thì khi gặp hỗ trợ tuần thì chúng ta không bán cổ phiếu đó ra nữa, đúng không ạ? Bởi vì gặp hỗ trợ thì thông thường thị trường nó sẽ có những cái lực bật nhất định. Thì cái tuần giao dịch vừa qua thì cũng có lấy đến cái chỉ số index tuần kháng cự ở 1360 và hỗ trợ ở 1320, 1315 đến 1320, đó là index. Thì chúng ta sẽ xem biểu đồ VN Index của chúng ta ở đây. Thì biểu đồ VN Index của chúng ta ở đây thì trong tuần thì chính thức là chỉ số index của chúng ta vượt kháng cự tuần trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đó là phiên giao dịch à, chính là phiên ngày hôm qua. Phiên ngày hôm qua thì nó đã chính thức vượt kháng cự tuần 1360 và sau đó thì nó có một điểm test kỹ thuật ở đây các anh chị. Thông thường sau khi vượt kháng cự thì nó sẽ có một cái nhịp test, và nhịp test này thì nó đã giữ được ở trên mốc 1360 trong phiên giao dịch ngày hôm qua để nó có cái đà để nó tiếp cận đến vùng 1375 đến 1370 đến 1375 trong phiên giao dịch của ngày hôm nay. Còn đối với ngưỡng hỗ trợ tuần thì chúng ta lấy 1315, 1320, đây chính là một cái biên hỗ trợ tuần rất là đẹp của chỉ số thị trường. Và chúng ta thấy rằng tuần trước thì index của chúng ta đã có một lần test về cái ngưỡng hỗ trợ này trong những cái nhịp phân tích cũng lên, còn trong tuần này thì gần như là chỉ số này không test về và nó chỉ quay về test khá nhẹ nhàng trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, đó là nó test lại cái đáy ở đây, chính là đáy này gọi là đáy bao nhiêu đây ạ các anh chị, nó chỉ test lại 1335 thôi. Đây nó test lại cái hỗ trợ này và sau đó thì cái lực long này nó kéo vượt thoát lại. Và cái điểm mấu chốt vấn đề ở đây đó là sau khi nó kéo vừa thoát xong thì nó tiếp tục có một cái cây nến test lại 1340 không gãy. 1340 và từ cái điểm 1340 này thì thị trường của chúng ta đã có một cái lực long, phải nói là như vậy, một lực long tương đối là tốt trong cái tuần giao dịch vừa qua. Còn đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì đây là biểu đồ của VN30. Thì chúng ta lấy kháng cự tuần của VN30 đó là vùng 1465 và kháng cự tuần của phái sinh là 1460. Thì đây chúng ta sẽ xem lại trong tuần thì chính thức là trong phiên giao dịch của ngày hôm qua ngày mùng 7 thì chỉ số VN30 của chúng ta cũng đã có điểm break 1465, tức là nó thoát kháng cự tuần. Tuy nhiên phải đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó mới chính thức thoát hẳn, còn phiên ngày hôm qua là nó giao dịch trên dưới cái biên kháng cự tuần ở đây đó. Còn chỉ số phái sinh đây các anh chị, đồ thị phái sinh đây, đây là điểm mà chúng ta ra bản tin video số 175 thì kháng cự tuần nó ở đây. Trong phiên giao dịch ngày mùng 7 thì nó cũng gọi là giao dịch dưới cái biên kháng cự tuần và phải đến khoảng tầm độ 10 giờ trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chỉ số phái sinh đã break khỏi, tức là break khỏi kháng cự tuần. Còn cái điểm kéo này nó là điểm kéo khá là bất thường. Thì những cái điểm kéo bất thường thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Những cái điểm kéo bất thường thông thường nó chỉ là những cái yếu tố tạo lập ngắn hạn của phái sinh và sau đó thì nó trả lại hết cho thị trường. Đó, thông thường là như vậy. Rất có thể phiên giao dịch của ngày thứ hai nó lại trả lại hết ở đây, thì đấy là những yếu tố ngắn hạn, những cái điểm long short nó làm nhiễu thị trường thôi. Còn đối với hỗ trợ tuần của phái sinh và VN30 thì chúng ta đều lấy cái ngưỡng chúng ta đều lấy ngưỡng ở đây 1420 đến 1423, đó là hỗ trợ tuần của phái sinh và VN30. Trong tuần thì chỉ số VN30 của chúng ta chỉ test lại, đó các anh chị nhìn thấy đây. Cái này thì là trong phiên thôi, rất một cái một một cái phân tích rất là đơn giản thôi, cái này thì ai cũng có thể biết được chứ không, nó không có cao siêu gì cả. Bao giờ thị trường nó cũng sẽ test từ hỗ trợ cao đến hỗ trợ thấp đó. Vậy thì hỗ trợ thấp đầu tiên mà thị trường sẽ test đó là cái biên ở đây, chính là biên 1430 đến 1435 đấy các anh chị. Và anh chị có thể nhìn thấy đây, chúng ta xóa cái này đi. Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì ở phiên giao dịch ngày mùng 4 đấy các anh chị, thị trường chính thức là VN30 đã test lại vùng 1430 đến 1435 đây, những cây nến nó test lên và cái điểm test thứ hai đây nó test thành công, tức là nó hình thành cái mô hình V kép ngắn hạn ở đây và sau đó nó xuất hiện tín hiệu đảo chiều đây. Sau khi đảo chiều xong thì nó break vùng 1440 và nó có tiếp tục, nó có một điểm test kỹ thuật thứ hai đây. Đó, nó có một điểm test kỹ thuật thứ hai đây và điểm test này thành công và kể từ đây thì chỉ số VN30 của chúng ta bắt đầu một cái trend kỹ thuật long cũng rất là đẹp trong tuần vừa qua, gần như là mà tạo lập đánh rất đẹp, tức là cứ chỉnh chạm hỗ trợ để bật lên xong chỉnh chạm hỗ trợ để bật lên, tức là một cái trend đi kỹ thuật như này là thuần về kỹ thuật rất là đẹp trong tuần vừa qua. Đó,
Thì còn đối với phái sinh, chúng ta xem là phái sinh nó test lên như nào. Đó. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đây là cái điểm mà chúng ta ra bản tin tuần đúng không ạ? Thì một cái nguyên lý rất cơ bản đó là nó sẽ test từ hỗ trợ thấp đến hỗ trợ cao đến hỗ trợ thấp. Thì hỗ trợ cao của nó ở đây, đây các anh chị có thể nhìn thấy đây đúng không ạ? Đây chính là biên bao nhiêu đây ạ? Biên 1435 đến 1437 đó là hỗ trợ ngày các anh chị nhé, hỗ trợ ngày nó sẽ khác hỗ trợ tuần. Thì sau khi mà chỉ số này, đây các anh chị nhìn, chúng ta sẽ view to ra một tí. Đấy, thì phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cái điểm test sâu nhất của nó ở đây là 1437,9, tức là chúng ta dự kiến là 1437 đúng không ạ? Và 1438, tức là nó test về 1438, tức là khoảng một điểm. Các anh chị, và sau đó thì nó cũng hình thành một cái mô hình V kép ở đây đó, các anh chị có thể nhìn thấy mô hình V kép đây đó, mô hình V kép khá là đẹp. Và sau cái mô hình V kép này thì nó ao lên, tức là nó long long ao lên, và sau đó thì nó thoát được vùng 1445. Đó là tín hiệu kỹ thuật để xác nhận một cái trend kỹ thuật tăng của phái sinh cũng trong tuần vừa qua cũng tương đối là đẹp, và nó có những cái điểm test trên, những điểm test trên. Và phiên kết tuần thì đương nhiên cái này nó là tín hiệu nhiễu thôi, những cái tín hiệu ngắn hạn này thì nó cũng sẽ trả lại những cái gọi là cái bình thường của thị trường theo quy luật vận động của thị trường. Và nhìn chung thì trong tuần vừa qua khi nhóm banh và nhóm chứng khoán suy yếu thì tạo lập đã sử dụng những cái bộ khác để nâng đỡ thị trường. Đó là bộ trụ của chúng ta, đó là nhóm P, đó là nhóm xây lắp, một số các mã cổ phiếu của nhóm xây lắp đã đỡ rất tốt cho thị trường trong cái tuần giao dịch vừa qua. Đấy thì tổng quan của thị trường trong tuần vừa qua nó là như vậy. Rồi phần cuối của bản tin thì chúng ta sẽ có một vài các cái phân tích dự báo về mặt xu hướng, và sau đó thì và phần phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu cơ bản. Đánh giá các cái nhóm ngành này thì thông thường là những cái nhóm ngành này thì Hùng cũng đã đánh giá cơ bản trong một cái bản tin phân tích video trên tuần, thì Hùng chỉ có list lại thôi, list lại để mọi người trong nhóm có thể tiện hơn để chúng ta nắm được các cái xu hướng của các nhóm ngành đó. Ví dụ như là nhóm P chẳng hạn thì đã tăng tốt, và ngắn hạn thì dự báo là khoảng 1 đến 2 phiên nữa là sẽ chạm kháng cự, và đấy là thời điểm mà chúng ta có thể chốt lãi ngắn hạn. Đó thì như vậy là phiên giao dịch của P tốt nhất sẽ rơi vào phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Đó, và sang ngày thứ tư thì đấy sẽ là cái quỹ đạo mà nhóm P sẽ chỉnh giảm, thì tí nữa chúng ta sẽ đi đến nhóm P. Ví dụ như vậy thì đấy là những cái dự báo sớm thôi. Và những cái dự báo này thì nó là quan điểm về cá nhân. Đó, nó là quan điểm về cá nhân, các anh chị có thể tham khảo và đưa vào trong cái quyết định đầu tư của mình. Nó không hoàn toàn đúng hết. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu đơn cơ bản các anh chị nhé. Đối với VIX trong thời điểm hiện tại thì trong tuần vừa qua VIX cũng đã hồi khá là tốt. Tuy nhiên, các anh chị có thể nhìn lấy đây là VIX đang đi lại cái vùng tiệm cận vùng 90 đến khoảng vùng 92. Ngày xưa đây nó là hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ trở thành kháng cự, và khả năng cao thì VIX sẽ có một cái nhịp trả cung ngắn ở đây. Về mặt ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là VIX vẫn đang có vùng hỗ trợ khá là tốt ở vùng 85. Vinhome đúng như các cái dự báo mà chúng ta phân tích đó là Vinhome sẽ có những cái nhịp đánh theo kiểu hình sin. Đó anh chị, sau khi mà nó chạm hỗ trợ 76 ở đây thì nó long lên và nó lại đạp lại, thì nó lại đạp lại trong tuần là nó đã đạp lại vùng 76, và sau cái nhịp đạp 76 đó thì Vinhome lại tiếp tục có một cái lực hồi, và cái lực hồi này thì nó lại đi vào cái vùng ở đây. Đó, vùng 80 đến 81.5 thì rất có thể đến vùng này thì Vinhome sẽ chỉnh một nhịp nữa, và kỳ vọng thì nó chỉnh về khoảng vùng 78.5. Tức là cái nhịp chỉnh hai này nó thấp hơn cái này một tí. Như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá rằng xu hướng của Vinhome sẽ hồi phục ngắn hạn ở đây. VRE trong nhịp này thì nó đánh hơi lỏng, và chính vì đánh hơi lỏng nên là các anh chị lưu ý đây, đó, đây là một cái nhịp mà VRE nó long lên. Và ngắn hạn thì nó chạm kháng cự rồi, 29.5 đến vùng 30, và rất có thể về đến vùng này thì VRE lại bị đạp lại đó. Vậy thì khi chúng ta dự báo được một cái xu hướng như vậy, có thể đúng có thể sai, nhưng
Ít nhất là chúng ta biết như vậy thì về đến cái vùng kháng cự ở đây chúng ta sẽ không gì các anh chị, chúng ta sẽ không mua. Và về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây có thể là vùng 27.5 đến vùng 28 chúng ta có thể mua. Đó, đơn giản nó chỉ có như vậy thôi. Ở Sapeco cũng đã góp công rất lớn kéo điểm số của thị trường trong tuần vừa qua, và trong ngắn hạn thì có thể Sapeco sẽ quay về vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 165. Họ Vinamilk thì trong họ Vinamilk này chúng ta có những mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư, được khuyến nghị đầu tư các anh chị nhé. Ví dụ đây chúng ta sẽ không có tìm lại, bởi vì tìm lại nó cũng không có không 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 hình như là ngày 16 tháng 9. Chúng ta có phân tích chúng ta có phân tích ba ba mã cổ phiếu của Vinamilk họ nhà Vinamilk, và trong đó có Vinamilk thì được khuyến nghị trong cái nhịp này, đó là chúng ta sẽ gom. Và kỳ vọng Vinamilk về những cái điểm kỳ vọng như nào thì các anh chị có thể xem lại các cái bản tin phân tích tuần cũ. Chúng ta chỉ nói đến ở đây thôi. Kháng cự của Vinamilk đó là 92 và nó đã chỉnh nhịp chỉnh nhịp chỉnh thứ nhất của Vinamilk đã về vùng 90 và tuần giao dịch cũ thì nó có điểm hỗ trợ 88. Nôm na là gì? Nôm na là Vinamilk ở trong giai đoạn này nó đang là giai đoạn tích lũy tạo nền, và chính vì tích lũy tạo nền nên chúng ta cũng có một cái chiến lược nó dài hơi hơn, nó dài hơi hơn, đó là khi cổ phiếu có những cái điểm hỗ trợ và bản thân là trong cái điểm gom đầu tiên á, thì chúng ta có phân tích điểm 87 này rồi những điểm sâu sâu đây. Vậy khi cổ phiếu chỉnh thì đây là những cái cơ hội chúng ta không đua ở trên này các anh chị nhá, chúng ta sẽ canh những cái cơ hội chỉnh để chúng ta có thể gom tăng cái tỷ trọng. Ở GTN nó cũng thuộc hệ sinh thái của Vinamilk, và đối với GTN thì nó vẫn đang lỗi hẹn. Vì sao lại lỗi hẹn? Đó là lỗi hẹn cái mốc 20 cộng đang tương đối là khó khăn, và nó đánh 1 2 3 tháng, 4 tháng, 4 tháng rồi nó chưa thể vượt qua được. Tuy nhiên không sao cả, nếu như các anh chị mà nắm được cái điểm kháng cự và điểm hỗ trợ thì chúng ta cũng có thể làm được vài vòng của GTN, và mỗi vòng đâu đó khoảng 5 đến 7%. Ok, chúng ta chốt tạm 5-7%, không có sao cả. Ở các anh chị thông cảm một tí, cái cổ họng nó đang bị viêm họng nên là thỉnh thoảng bị ho, mà vừa nói như thế này thì nó sẽ ho nhiều hơn. 18 đến 18.3 là hỗ trợ của GTN, và kháng cự ngắn là 19 đến 19.5 đến vùng 20. Thì với cái xu hướng thị trường hiện tại thì theo như quan điểm của ông Lê thì khả năng nó cũng sẽ chưa đánh được, và khi gặp kháng cự này thì rất có thể nó sẽ lại quay về test nền. Chính vậy nên là về đến cái vùng kháng cự này thì chúng ta có thể ra bớt đi một phần hàng, và về đến vùng hỗ trợ thấp thấp này chúng ta lại mua. MCM mà cũng được khuyến nghị đầu tư, và nhịp này thì bắt bò sữa uống sữa đúng không ạ? Và như vậy là những cái thành quả đầu tiên của chúng ta cũng đã đạt rồi. Vùng 65 khuyến nghị các anh chị chốt một phần, vùng 70 chúng ta chốt tiếp. Cơ bản MCM trong nhịp này thì chúng ta có hai điểm chốt này. Sau hai điểm chốt này thì có thể kéo về vùng 75 thì chúng ta có điểm chốt thứ ba. Cơ bản như vậy thôi, cũng đánh gọi như thế là cũng được rồi. Ở nhóm ngành hàng không thì nói chung là vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn về câu chuyện dịch bệnh đúng không anh chị? Các cái đường bay vẫn chưa thể khai thác được, và nhìn chung thì nó chúng ta nhìn nhận ở góc độ gọi là tích cực. Có nghĩa là ở đây là đáy lợi nhuận của VDC, tức là nếu như các cái nhóm hàng không mà được khởi động quay trở lại bay thì đây có thể xem là đáy lợi nhuận, ví dụ như vậy. Và cái điều tích cực nhất của VDC đó là tại thời điểm này thì chúng ta đang phân tích một sóng lên chứ không phải là phân tích một sóng xuống. Và sóng lên đó thì ông Lê đã có phân tích cho các anh chị từ vùng 110 đến 112, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Và chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên, và cái sóng lên này thì đang đưa target của em này 130, thì trên thực tế là target này đã đạt rồi. Đạt rồi thì nó bây giờ nó sẽ chỉnh lại kỹ thuật, và các anh chị đang cầm thì quan sát vùng 126 126 đến khoảng 126.5. Nhìn về mặt ý đồ thì VDC khả năng vẫn sẽ tiếp tục đánh đó trong cái nhịp này, đó thì chúng ta tìm ra được các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật các anh chị. Và vùng này không gãy thì cái cơ hội khả năng sẽ đánh lên khoảng vùng 135. SVN trong tuần qua thì cũng chủ đạo là đi ngang và
Đối với các tài khoản mà đang cầm HVN thì chúng ta chỉ có chú ý đến cái vùng ở đây là vùng 24. Các anh chị, nếu như vùng 24 mà bị phá thì như vậy là các anh chị có thể sẽ phải bán ra. Còn cái vùng 24 ở đây mà nó vẫn giữ được thì chúng ta cứ cầm thôi. Còn hiện tại thì nó đang đi ở biên này thì cũng tương đối ổn. ACV, một mã cổ phiếu rất quen thuộc, và ông Lê thì rất thích cái mã cổ phiếu này. Hiện tại là đang phân tích một cái xu hướng break nền. Break nền 85 với các điểm hỗ trợ kỹ thuật tính toán gom ở vùng 82 và sau đó có thể có ở vùng 83. Nó đang break rồi nhưng nó đang quay lại test, nhưng mà cái điểm test này có thành công hay không thì chúng ta sẽ cần phải chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba. AST, nói chung là cổ phiếu này thì cái vol nó hơi thấp. Nó vol nó thấp nên là chỉ thích hợp với những anh chị em mà chúng ta vui văn nghệ thôi. Ngắn hạn thì em này có thể đánh về khoảng vùng 60. Trong tuần nhìn chung là tạo lập giữ khá là tích cực ở khoảng vùng 56. Họ Mansan, MSN thì đối với MSN các anh chị có thể view lại đây. Đến thời điểm hiện tại thì MSN Hùng Lê cũng đang phân tích một sóng lên, chưa phân tích một sóng xuống các anh chị, và sóng lên này thì đâu đó chúng ta đang đi phân tích khoảng từ vùng 78.3 đến vùng 80, và chúng ta đang lần lượt nâng các cái target của MSN, và chính thức là target của MSN cao nhất mà chúng ta đang xây đó là vùng 150 trên 150 thì nó đã đạt được ở trong cái tuần giao dịch cũ. Và sau cái điểm mà nó đạt được target đó thì nó có hai điểm test kỹ thuật, đó là điểm 135 và điểm test kỹ thuật ở đây hai, đó là 140. Thì trong tuần vừa qua là cái điểm hỗ trợ kỹ thuật 140 tương đối tốt, tức là cầu rất là thấp và lái nó giữ, gọi là giữ giữ giá ở trên cái vùng 140 cộng, như vậy là khá là tốt. Với tín hiệu này thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng Mansan sẽ đánh về 150 lần 2. Nói chung là target của Mansan thì cũng chỉ để như vậy thôi. MML, một mã cổ phiếu được phân tích khuyến nghị các anh chị có thể cầm dài, và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đang có một tuần giao dịch tích cực và hướng về cột mốc target của chúng ta ở đây là 100. Hiện tại thì cổ phiếu này sẽ định giá nó lên khoảng tầm 100. Tương đối là tốt. Ok các anh chị, Mansan hay đấy. MSR trong tuần vừa qua thì nó phi kinh quá. Nó phi hơi nhanh. Sau khi mà nó về nó bị đạp này, vùng kháng cự này là đã khuyến nghị các anh chị rồi, chốt đi, và nó đạp thì đang dự dự ở một cái lực hồi lên đến khoảng vùng 22 và nó đạp lại, nhưng mà nó không đạp lại đấy các anh chị, nó kéo luôn hai cây nến, ba cây nến tương đối là mạnh. Nhưng nếu xét ở trên góc độ nến tuần thì cái vùng ở đây đó là vùng 24.5 đến khoảng vùng 26, đây vẫn là vùng kháng cự mạnh, các anh chị lưu ý có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt thôi. Trụ BVH trong thời điểm hiện tại cũng đang tương đối là tích cực, nó cũng góp công rất lớn để giúp cho index của chúng ta có được một cái trend kỹ thuật tuần như vậy. Nó cần đến trụ, ví dụ nó cần đến trụ VDC, nó cần đến trụ Mansan, đó đấy là các cái bộ trụ mà đã giúp cho thị trường tăng tốt trong tuần vừa qua. Thì BVH cũng như vậy, BVH đã có một lực kéo tương đối là tốt, và đến thời điểm hiện tại thì BVH cũng đang xây dựng một sóng lên, và sóng lên này thì đang đưa target của BVH về đâu đó khoảng vùng 62 đến vùng 63. Ngắn hạn trong tuần tới thì BVH sẽ bị chốt và điểm chốt nó sẽ quay lại test ở vùng 60. 60 này mà không gãy thì cơ bản là cũng có thể chấp nhận được để cầm tiếp. MVG trong thời điểm hiện tại chúng ta cũng đang phân tích một sóng lên. Về bản chất là đây các anh chị này, vì MVG là chia cổ tức, đây phân tích một sóng lên và sóng lên đâu đó đây này, cái điểm này chính là cái điểm này đó, và nó đi lên như này, chúng ta phân tích một sóng lên thì bây giờ nó chia cổ tức nên nó tụt xuống như này rồi. Sau khi chia cổ tức xong thì nó vẫn tiếp tục một cái trend kỹ thuật lên, và target mà chúng ta đang xây cho MVG ở khoảng vùng 135. Tuần vừa qua thì MVG đang có biên hỗ trợ kỹ thuật ở đấy quanh 125 tương đối tốt. Dòng tiền thì cũng tạm được. Với xu hướng này thì chúng ta sẽ kỳ vọng là MVG sẽ cán 135. PNG cũng là một trụ kéo tương đối tốt trong tuần vừa qua, nó cũng đã góp phần làm nên điểm số của index tuần. Và sau khi mà con PNG này
xây nền tạo đáy. Các anh chị có thể xem lại những cái phân tích của ông Lê ở khoảng vùng giá 85. Thì P&G đã có một lực tăng đầu tiên, thì sau đó chúng ta tiếp tục phân tích một điểm test kỹ thuật tuần của P&G ở vùng 88 đến vùng 90. Sau khi nó test thành công ở vùng này thì P&G đã kéo vượt thoát lên, và sau khi mà nó thoát được chính xác là vùng kháng cự 97.5. Trong tuần vừa qua thì P&G đi ngang ở quanh cái vùng kháng cự 97.5 này, và có những thời điểm thì đã tụt hơi sâu một tí nhưng nó vẫn đóng cửa trên vùng 94 đến vùng 95 ở đây, đó là hỗ trợ kỹ thuật. Thì tuần tới xu hướng thì P&G kỳ vọng ở trong nhịp này thì như chúng ta có phân tích đó là sẽ kéo về khoảng quanh vùng 105. Còn về đến vùng này thì khả năng lực chốt nó sẽ gia tăng đối với trụ PLG. Cơ điện lạnh G cũng góp một cái công sức rất lớn đối với index tuần. Đối với G thì chúng ta cũng đang phân tích một sóng lên và điểm break. Điểm mua break là điểm nào các anh chị nhỉ? À hình như đây. Đây đây. Điểm break là 68.4. 68.4. Điểm break là 68.4. Đây rồi. Thì trong tuần thì G cũng đã vượt thoát cái điểm 68.4 này. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì G sẽ quay về test vùng 68.4 các anh chị nhé. Khả năng chưa chạy được đâu. Trước khi mà về được vùng 74 đến 75 dự kiến ở đây. Ok. Nhóm cổ phiếu ngành công nghệ có cổ phiếu FPT trong phiên kết tuần thì đã có một lực cầu tương đối bất thường. Nó gấp khoảng tầm 4 lần trung bình 21 phiên. Đó là một lực cầu bất thường các anh chị nhé. Đấy là một lực cầu bất thường. Và lực cầu này thì đã giúp P&G tiệm cận lại cái vùng kháng cự lỗi hẹn ở đây, đó là vùng 100. Khả năng với tín hiệu kỹ thuật này thì sang tuần thì FPT sẽ cán 100 thôi. Còn đối với một số các anh chị có hỏi Hùng Lê thì các anh chị nhớ lại và có thể xem lại những cái phân tích, đó là đối với FPT không gãy, nhắc lại không gãy vùng 90 thì cứ thế chúng ta ôm đúng không ạ. Và trong một cái nhịp vừa qua thì chúng ta có phân tích một cái điểm ngang tích lũy ở biên 92.5. Khả năng thì tạo lập đã gom tương đối hàng ở quanh vùng 92.5 này, và phiên kết tuần này là một cái phiên mà tạo lập dồn đánh để đưa một cái nền cổ phiếu mới. Ở nôm na nó là như vậy, cách đánh như vậy. Ở DigiWorld thì vẫn tiếp tục bám sát vùng kháng cự ở đây vùng 120, và trên quan điểm kỹ thuật thì khả năng là vùng 120 này sẽ có một cái nhịp chỉnh kỹ thuật. Chỉnh nhẹ nhàng thì nó về khoảng 110, mà chỉnh sâu sâu hơn thì khoảng quanh 106, tức là nó sẽ đi một cái xu hướng hình sin ở đây. Đây bản thân nó đã đi hình sin ở đây rồi. Thì bây giờ nó cũng sẽ tiếp tục đi hình sin. Đó, trước khi mà nó có cái sự phân phối hoặc là nó có những cái tín hiệu tiếp theo. Ở CMG nó cũng trong cái nhịp cũ thì cũng đã có cảnh báo cái vùng kháng cự 63, và nhịp này thì nó đang hồi hồi lên ở đây. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì cũng đánh giá rằng đây là một cái nhịp phục hồi kỹ thuật thôi, và các tài khoản đã có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt ở cái vùng này, nó hợp lý. Đối với nhóm ngành xây lắp trong thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ dừng lại để chúng ta nói một một chút xíu đối với nhóm ngành bất động sản của chúng ta. Thì đến thời điểm hiện tại các anh chị biết rằng là trong Hùng ít có đọc báo, nhưng mà mọi người có bảo là GDP âm à hay là như nào tụt giảm thì nó cũng là đương nhiên thôi, bởi vì trong cái quý vừa qua thì chúng ta thực hiện giãn cách xã hội tương đối nhiều. Và như vậy thì hiện tại thì dịch bệnh cũng đã được tương đối kiểm soát, vậy thì chính phủ sẽ có phải có những cái biện pháp kích cầu để bù lại cái quý 4 này, xem thử là nó có vớt vát được tí nào không. Thì bây giờ nó còn khoảng tầm 250.000 tỷ chưa được giải ngân vốn đầu tư công trong quý 4, và bác chính thì đang chỉ đạo khá là sát cái việc này. Và cũng chỉ có là bung cái tiền đó ra thì nó mới tạo ra công ăn việc làm, nó mới tạo cái sự dịch chuyển ở trong xã hội về tiêu dùng. Nôm na là ông xây lắp, ông ấy kết cấu rất nhiều mảng. Ví dụ đầu tiên đó là công ăn việc làm cho công nhân. Sau đó rồi đến các ngành vật liệu xây dựng, đúng không ạ? Sau đó rồi đến những cái người có tiền. Phải có các dự án bất động sản ra đời thì họ mới lấy tiền của họ, họ đi mua. Đó, ví dụ như vậy. Hoặc là công nhân phải có việc làm, đúng không ạ? Có công ăn việc làm, có lương đều đặn thì khi đó
Công nhân họ mới đi tiêu dùng, họ mới đi siêu thị, họ mới đi shopping, họ mới đi mua điện thoại. Đó, họ mới đi tiêu dùng những cái vật dụng khác. Ví dụ mua điện thoại thì ông MVG mới phát triển lên được, đúng không? Đó, rồi ông ấy đi mua 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 cái gì ạ? Mua mua những cái vật dụng khác hàng ngày, ví dụ như ông đi mua sữa ông uống thì Vinamilk mới tăng giá được, MCM mới tăng giá được, nôm na là như vậy, thì vân 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 vân. Đấy là cái dòng chảy trong xã hội. Thế thì trong quý 4 của chúng ta sẽ kỳ vọng, theo cái quan điểm của người ta như vậy, quý 4 thì thông thường là các doanh nghiệp về bất động sản họ sẽ có những bút toán lợi nhuận cuối năm. Sẽ là cái thời kỳ sôi động nhất của bất động sản, nó là cuối năm, và thời kỳ trầm lắng nhất của bất động sản đó là quý 1, quý 2. Đó, vậy thì như vậy thì chúng ta tiếp cận góc độ nhóm ngành bất động sản và nhóm ngành vật liệu xây dựng. Đó, nhóm ngành vật liệu xây dựng, nhóm ngành đầu tư công ở trên một cái góc độ tiếp cận như vậy, đó là chúng ta sẽ kỳ vọng một cái vốn rất là lớn có thể bung ra thị trường trong quý 4 để có thể kích cầu cái nhóm này. Rồi, ok, thì trong nhóm này nó đã có những mã cổ phiếu phân hóa rất lớn, ví dụ như HDG, HDC hoặc là Đạt Phương, DPG hoặc là KDH, vân vân, thì nhà Từ Liêm những cái mã cổ phiếu đó thì không có phân tích. Anh chị em quan tâm có thể comment và chúng ta sẽ phân tích. Còn bây giờ thì nhóm ngành xây lắp thì chúng ta chỉ phân tích một số các cái mã cổ phiếu mà về cơ bản là vẫn còn những cái cơ hội mà để chúng ta chinh chiến. Thì DG trong ngắn hạn là nó đã có những cái nhịp chỉnh về mặt hỗ trợ và bây giờ nó lại trờn ở vùng kháng cự, tức là vùng kháng cự 34 đến 35 ở đây. Hai phiên rồi. Có vẻ nó đang khá là trờn, thì cái này nó phải cần thêm cái tín hiệu kỹ thuật của trong phiên giao dịch của ngày thứ hai. LCG trên góc độ kỹ thuật thì có phân tích rồi, những cái điểm mà để chúng ta tính toán ở một cái trang kỹ thuật tuần. Nó công lại lần thứ hai, công lại vùng 20, nhưng tín hiệu kết tuần tạm thời như thế này được gọi là tín hiệu thất bại, nó chưa thể công được nên là tuần mới khả năng vùng 18.5 đến vùng 19, em này sẽ tiếp tục quay trở lại. TG và LCG thông thường hai cổ phiếu này nó sẽ bắt tay, nó chạy cùng nhau, nên các anh chị lưu ý đã mua LCG thì phải mua thêm cả TG nữa. TG thì trong tuần vừa qua nó là một tuần giao dịch tích cực sau một giai đoạn nó đi ở vùng 15.3 đến vùng 16, và đây là một cây nến nó thoát nền. Sau một cây nến thoát nền này thì kỳ vọng nếu khỏe là nó chỉ trả lại khoảng vùng 17 thôi, còn sâu hơn thì nó có thể là nó sẽ trả về quanh vùng 16. Sau đó thì chúng ta sẽ quan sát tiếp cái lực cầu tiếp tục duy trì ổn định trong nhịp này, khả năng nó sẽ tiếp tục đánh, xu hướng nó sẽ tiếp tục đánh và dự kiến là khoảng vùng 19. Target tiếp theo. C2 trong một góc độ kỹ thuật dài thì chúng ta cũng phải đang chờ nó một tí. Vì cái dòng tiền đánh thì nó cũng chưa thực sự là khỏe. Tuy nhiên ở một cái góc nhìn thuần về kỹ thuật thì mình nhìn thấy rằng C2 cũng đang có những cái điểm tích nền tương đối là tốt. Đó, gặp hỗ trợ này, chúng ta có hỗ trợ 17, gặp kháng cự này 19 đến vùng 19.5, thì đây là C2 đang đánh những cái điểm đánh hình sin, và những cái điểm đánh hình sin này nó cũng là một cái kênh xu hướng để nó hình thành một cái trend kỹ thuật dài của cổ phiếu. Khỏe thì C2 sẽ quay lại, khỏe thì C2 sẽ quay lại khoảng quanh vùng 18. Sau đó thì sẽ công vùng 20. Và C2 thì chúng ta chỉ cần chờ cái tín hiệu kỹ thuật là nó thoát được nền 20 thôi, thoát được nền 20 thì lúc đó là chúng ta hồ hởi phấn khởi và chúng ta sẽ có tiền, nôm na là như vậy, chúng ta phải chờ thôi. HHV ở thời điểm hiện tại cũng đang gọi là tích lũy lại nền thôi, nó không break được nền 22, nên nó phải quay lại, và những cái điểm quay lại của nó đó là vùng 19.3, 18.6 và có thể là 17.5. Đấy là những cái điểm thậm chí là chúng ta phải tính toán ở những cái điểm như này. Và khi chúng ta tính toán ở những cái điểm như này thì chúng ta rất là ung dung, chúng ta không có gì phải vội vã cả, đúng không ạ? Cổ phiếu chỉnh hãng cứ để chỉnh đi. Về đến những cái bước giá đó chúng ta có thể gom thêm để chúng ta có được một cái vị thế nhất định nào đó, và sau đó thì chúng ta sẽ tận dụng những cái nhịp mà nó tăng như này. Đây là một cái nhịp nó tăng đó, chốt rồi, về đến đây hỗ trợ mua tăng, nó chốt, vậy thì có thể là có thể thôi nhá các anh chị nhá, bởi vì cái này là còn cần phải chờ một cái tín hiệu kỹ thuật trong tương lai nữa. Đó, ví dụ có thể nó sẽ quay lại vùng 17.5 và chúng ta tích lũy đủ vị thế và sau đó nó lại có một cái nhịp kéo tăng lên ở bên này, thì đấy lại là cái nhịp mà chúng ta chốt. Đó, chúng ta cứ từ từ như vậy thôi.
Sell đến thời điểm hiện tại cũng đã có một lực kéo tương đối là tốt, và các anh chị lưu ý vùng 11 đến 11.5 đây là kháng cự, có hàng thì chúng ta chốt đi. DRH phân tích ý đồ tạo lập gần như là khả năng là chúng ta đã phân tích rất là đúng. Khi mà DRH có những cái điểm kéo kỹ thuật ở đây thì cũng đã có phân tích một cái ý đồ là khả năng ông này cũng sẽ kéo. Ông ấy không cho gãy, và đây là những cái điểm mà ông ấy đánh ra long vào để cho nhỏ lẻ, còn ông nào nó out nốt đi, out nốt xong thì nó kéo. Và trên thực tế thì nó đã kéo tuần vừa rồi, thì DRH đã kéo tương đối đẹp, và đến cái tuần như này là cực đẹp cho một cái xu hướng có thể đánh về vùng 22. HBC trong thời điểm này chúng ta sẽ nhìn nhận nó như thế nào thì đã có đánh giá rồi, đó là chúng ta nhìn nhận ở trên một góc độ kỹ thuật tương đối dài. Trên nền tảng, các anh chị lưu ý như vậy, trên nền tảng vùng giá 14, trên nền tảng vùng giá 14 các anh chị nhá, 14. Vậy thì các anh chị, nhiều anh chị bảo rằng là thế bây giờ nó đang ở vùng 16 thì ông nói 14 thế thì nghe nó vô lý quá, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải lật lại những cái bản tin cũ để chúng ta xem lại. Cái thứ hai nữa là khi mà nó về đến 17 này thì xu hướng kỹ thuật là nó sẽ test lại vùng 16. Ở vùng 16 này test thành công thì nó sẽ kéo tiếp, nhưng vùng 16 này mà test không thành công thì nó lại quay về 14, và đấy là những cái vùng mà chúng ta có thể gom dần ở các cái vị thế của HBC theo quan điểm kỹ thuật cùng lên là như vậy. Trên trang kỹ thuật tuần thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận đánh giá đây. Cũng có thể nhìn nhận đánh giá, cũng đang dự đoán thôi, một cái xu hướng là sau một cái trend kỹ thuật chỉnh rất là dài như này thì HBC hoàn toàn có thể quay lại vùng 30. 35 thì nó hơi cao, nhưng mà HBC có thể quay lại vùng 30. Đó, có thể quay lại vùng 30 sau khi nó tích lũy hoàn thành một cái trend kỹ thuật ở đây, nó quay về nó chỉnh lại ở vùng 14 15 tích lũy ổn định. Đó, và nó vượt thoát được vùng 19 thì chắc chắn là một cái trend kỹ thuật tương đối sớm dự báo như vậy các anh chị nhé. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái nhóm cũng rất là quan trọng, và nó cũng góp công rất lớn về ủng hộ cái đà tăng của thị trường trong tuần vừa qua, và nó cũng lấp lại một phần điểm số cho nhóm banh và nhóm chứng khoán trong những phiên chỉnh giảm, thì nhóm P giao dịch hết sức là tích cực. Trước cái thông tin về giá dầu, đúng không ạ? Giá dầu chúng ta cũng thấy rằng trend kỹ thuật giá dầu đang tăng tương đối là tốt và tương đối là ổn định. Và sau một cái nhịp tăng tốt như vậy thì P cũng sẽ gặp những cái kháng cự, và những cái kháng cự đó là những cái thời điểm để chúng ta làm gì? Để chúng ta hiện thực hóa một cái nhịp đầu tư, để chúng ta chốt lãi, để chúng ta đưa cái tiền trên cổ phiếu là tiền của ông Mr. Thị Trường về và về đến tài khoản của chúng ta. Đó, còn tiền trong cổ phiếu là tiền phù du, tiền trong cổ phiếu là tiền của một cái nơi nào đó nó rất gần cũng rất xa, đúng không anh chị? Đó. Một số anh chị có nói rằng là trời ơi, hôm qua tôi đăng lãi như này nhưng ngày hôm nay tôi mất hết lãi. Đó, chỉ vì đơn giản là nó rất gần chúng ta nhưng cũng nó cũng sẽ rất xa chúng ta. Nên là gì? chúng ta sau một cái nhịp đầu tư á, về thị trường chung cũng như vậy và về cổ phiếu cũng như vậy. Đó, chúng ta phải biết hiện thực hóa lợi nhuận, chúng ta phải biết chốt lãi, chúng ta phải biết giữ lãi lại, và chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội tiếp theo. Thì theo như phân tích dự đoán của ông Lê thì nhóm P của chúng ta cũng đã tăng tương đối là tốt, tích cực trong thời gian vừa qua, và nó cũng đã ủng hộ thị trường rồi, và đến thời điểm hiện tại thì một số các mã cổ phiếu cũng đã gặp những cái kháng cự tương đối mạnh. Đối với GAT đó là kháng cự vùng 110 và xa hơn có thể vùng 115. Ở vùng này thì GAT nó sẽ có những cái nhịp long short ở đây để xác nhận tiếp cái xu hướng tiếp theo. PLX đạt kháng cự 54/54. Về quan điểm kỹ thuật là về đến đây là chúng ta chốt lãi, không phải chốt cả các anh chị nhé, chúng ta chốt một ít thôi. Thì cái công thức mùng xây dựng cho tất cả mọi người đó là 30-30-30-10. Thì nôm na là kháng cự 1, chúng ta chốt 30%, tức là ví dụ PLX về đến 54 chúng ta chốt 30%. Sau cái điểm chốt đó thì PLX nó sẽ tiếp tục vận động. Một là nó sẽ quay về
test kháng cự test hỗ trợ ở đây 52.5. Ok, chúng ta cứ nắm giữ. Nhưng trong trường hợp ví dụ nó mất 52.5 thì bắt buộc của chúng ta phải ra tiếp hàng. Đó, chúng ta ra tiếp hàng. Hoặc nó tích lũy thành công và có một cái điểm bên này, tất nhiên là chúng ta sẽ có kỹ thuật để chúng ta nhận biết, thì chúng ta có thể gom lại 30% đấy. Ví dụ như vậy. Trong trường hợp nó mình chốt xong nó kéo luôn, nó kéo lên lên 56, ví dụ đây nó kéo lên vùng này. Ok, chúng ta lại ra tiếp 30% nữa, không có sao cả. Rồi, mất 60% rồi, lên đến 58, ok, rồi lại ra tiếp 30% nữa, ok, mất 90%. Như vậy còn 10%, chúng ta văn hóa văn nghệ đúng không ạ? Cổ phiếu kéo đâu chúng ta biết đến đấy, lúc đó trần sàn nó không còn quan trọng với chúng ta nữa. Đó. Phương pháp chỉ có như vậy thôi. Rất là nhẹ nhàng, chúng ta đánh như vậy thì chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng, các cái mạch phân tích của chúng ta nó sẽ rất thoát. Pet thì ở vùng 30 anh chị kháng cự, canh canh ở đây thì chốt thôi. Ở PVT trong tuần thì cũng đã có giao dịch tương đối là tốt, tuy nhiên vùng 25-26 ở đây nó cũng đang gặp cái kháng cự, và cái kháng cự này thì nó tương đối là dày. Rất có thể cổ phiếu khi hồi lại đây và nhóm P bị chốt thì PVT nó cũng sẽ bị chốt theo. PVD đạt target chúng ta phân tích trên bản tin tuần đó là vùng 24/24, thì nó không có cái gì cả, nói chung là cứ gặp kháng cự là chốt, chốt ít chốt nhiều thì tùy mọi người, mỗi người tự xây dựng cho mình một cái phương pháp. Đây các anh chị, đó thì chúng ta chốt bớt thôi. Nó đang có những cái điểm suy yếu này, đây là đang có những cái điểm suy yếu đây, ví dụ đây đó, các anh chị nhìn thấy đây đúng không ạ? Chúng ta chốt ở đây có phải là thành công không ạ? Chốt xong thì nó rơi này, về đến dưới này chúng ta lại bắt này. Không phải bây giờ chúng ta mới nói sau, mà xuyên suốt những cái bản tin phân tích tuần, các anh chị có thể xem những cái điểm phân tích cùng Lê đó, để từ đó chúng ta có những cái góc nhìn nó tốt hơn thôi. Và với một cái mong muốn đó là ai cũng có tiền, đừng có để thị trường nó cướp mất tiền của chúng ta, thế thôi. Mong muốn rất là giản dị như vậy, để mong rằng tất cả những anh em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta đã đến chứng khoán, đã biết đến chứng khoán thì chúng ta ôm được tiền, ôm tiền được về thì chúng ta mua sữa, ra đi du lịch, vân vân, mua xe đẹp, tậu nhà, đó, đúng không? Đối với PVS ở đây nó cũng gặp một cái kháng cự tương đối là trờn ở đây các anh chị, đúng không ạ? Đã phân tích rồi vùng 30, và các anh chị nhìn thấy cây nến này nó lên đến vùng 29.8, như vậy là cái cách, cái điểm mà chúng ta phân tích có 0, có 200 đồng thôi. Lên 29.800 đồng rồi, nó chỉ suýt soát khoảng 200 đồng nữa thôi là lên đến cái kháng cự, thì chúng ta có thể chốt vợi đi, nó chúng ta ra hàng bớt đi. Ở ngắn hạn thì em này có thể quay về test lại đây anh chị, ngắn hạn thì có thể quay về test lại ở đây, nói chung nó test lại ở vùng 27.3 là được, không gãy ở vùng này là được. PXS, như vậy là PXS chưa có break được cái vùng kháng cự ở đây. Và ngắn hạn thì chúng ta lại làm vòng 2 thôi. PXS chúng ta làm vòng 2. Dự chỉnh về khoảng vùng 6.3, nôm na nhẹ nhàng, hoặc là vùng 6.5 ở đây sẽ bắt lại. PXS nó vẫn còn cơ hội, chưa hết đâu. Bởi vì chúng ta nhìn ở trên kỹ thuật tuần thì chúng ta xem nào. Khả năng vẫn còn một nhịp kéo chưa hết được. Sau một cây tuần đỏ thì có hai cây tuần lên, sau đó lại xịt sau một cây tuần đỏ. Nôm na là cứ về đến 6.5 á, về đến đây tính. Đẹp hay không chúng ta sẽ tính tiếp. Ôi, vùng kháng cự ở đây. Ok các anh chị, trong tuần nó đã lên đến 16.1 và sau đó nó xịt. Nó xịt thì nó sẽ về lại đâu? 14.5, khả năng 14.5 sẽ tích nền trở lại. BSR nhịp này dự kiến nó đi lên vùng 22. Cây nến ngày hôm nay của BSR tương đối là tích cực, nó đã lấp lại được cái cây nến giảm của phiên ngày hôm qua, như vậy là tạm gọi là tạm ổn, một đều. Và sau cây nến một đều này thì chúng ta sẽ chờ thêm các tín hiệu kỹ thuật, nó đóng ở trên vùng 21 cộng thì là xu hướng thì sẽ kéo lên vùng 22. Còn không thì nó nôm na nó tích nền ở khoảng trên vùng 20 là được.
POVK thì trong tuần nó cũng đã chạm kháng cự 13. Đấy, vùng 127 này, vùng 127 đến đây các anh chị. Đây, ta xóa cái này đi. Ở vùng 127 đây, kháng cự này, một kháng cự, hai kháng cự vào đây, 127 đây thì nó khi nó lên được vùng 127.3 thì nó đang bị hai cây nến chốt tương đối là mạnh đó, lực chốt này thì tương đối là mạnh. Sau một cây doji và nó có hai cây nến như thế này thì nó được gọi tương đối là xấu. Dự kiến nó sẽ lấp lại gap tăng này và khỏe thì nó lấp về khoảng tầm vùng 12.2, nói chung khoảng tầm vùng 12.2 ở đây. Thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá tiếp theo. Ok, nhóm P thì chúng ta sẽ đánh giá như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích hai cái nhóm rất là quan trọng của thị trường. Gọi là hai cái nhóm rường cột đó. Có thể nói là hai cái nhóm rường cột của thị trường. Đó là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Thế thì nhóm banh về bản chất lý thuyết là nhóm banh đã đi vào xu hướng downtrend, không phải bây giờ mới đi đâu. Về cơ bản là nó đã đi vào một cái xu hướng downtrend và nó đang một số các cái mã cổ phiếu á, là nó đang cần cái tín hiệu xác nhận. Đó, một số các mã cổ phiếu nó đang cần tín hiệu xác nhận. Tức là về mặt lý thuyết thì nó chưa có gọi là chưa chưa có tắt hẳn. Đó. Nhưng khi những cái tín hiệu đó, kỹ thuật đó nó xảy ra thì theo quan điểm của Hùng đấy là một cái vấn đề nó cũng tương đối là lớn. Tương đối là lớn các anh chị. Về mặt lý thuyết thì trong tuần vừa qua thì banh chỉ có một phiên giảm mạnh thôi và sau đó thì nó cứ lừng khừng, tức là nó cứ dập dìu á. Đó, nó chưa xác nhận rõ là xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Đó thì đấy là một cái vẫn là một cái dấu hỏi. Quan điểm kỹ thuật của Hùng lên nó là như vậy. Vẫn là một cái dấu hỏi về tương lai của nhóm banh, vẫn là một dấu hỏi như vậy. Thì đối với Vietcombank đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây này, chúng ta view một cái view tổng quan như vậy. Vậy thì sau một cái nhịp mà Vietcombank chúng ta cứ tính một cái tăng ở đây đúng không ạ? Đó. Đây là một cái sóng tăng của Vietcombank trong một cái trang kỹ thuật rất là dài. Ok, đó thì chúng ta sẽ nhìn sang bên này thì nó cũng đang xuất hiện một cái con sóng giảm. Và con sóng giảm này thì rất có thể là Vietcombank sẽ đi về đến vùng 85. Đấy là có thể như vậy thôi. Nếu như cái vùng kỹ thuật của nó ở đây, vùng 95 nó bị phá. Đó. Thì khi nó đi lên, nó lần lượt công các kháng cự đây, nó lần lượt công các kháng cự. Vậy thì khi nó xuống thì nó lần lượt kiểm tra các hỗ trợ. Đó, nó lần lượt kiểm tra các hỗ trợ. Chứ không phải một một mạch nó xuống cái rào đâu các anh chị, nó kháng cự cũng như vậy, nó công từng kháng cự một thì khi xuống nó sẽ kiểm tra từng hỗ trợ một. Nôm na đây, hỗ trợ thứ nhất của Vietcombank bị thất bại, đó là vùng 105. Ok, các anh chị có thể xem lại cái bài phân tích của Lê ở kháng cự, ở hỗ trợ 105. Thất bại hỗ trợ 105, tiếp tục nó kiểm tra hỗ trợ hai của nó ở vùng 95 và hiện tại thì cái hỗ trợ này có một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Đây là lần thứ tư nó kiểm tra lại hỗ trợ 95 và hiện tại thì nó chưa có bị phá. Đó, nó chưa có bị phá thì nó chưa có bị phá thì nó vẫn còn những cái cơ hội để bật lại trong ngắn hạn. Đó, nó bật lại trong ngắn hạn. Đó thì ngắn hạn thì nó có thể là nó lại quay về đây thôi. 98 đến 100. Đấy, Vietcombank. ACB đó vẫn nó vẫn chưa xác nhận các anh chị nhé. Đó, ACB nó chưa xác nhận nhưng mà nó chỉ cần một cái cây nến đỏ đặc dài rơi một phát như này thì đấy là một cái tín hiệu rất xấu của ACB. Đó, ví dụ như vậy. Hiện tại thì ACB chúng ta có quan sát mốc 31, 32. Nói chung 31 chưa gãy thì cứ thế cầm thôi. Động lực thì cũng chưa nhìn thấy nhiều. Công thương, về mặt lý thuyết là công thương trong tuần vừa qua như vậy là xấu. Vì sao? Nó không công lại được vùng 30 cộng. Và vùng 30 gần như là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng của công thương ở trong một cái nhịp nhịp test. Và khi cái vùng hỗ trợ này nó bị phá thì công thương sẽ có xu hướng test lại vùng 27.5, gãy vùng 27.5 sẽ xuống vùng 25. Đó, cứ lần lượt như vậy. BIDV vùng 37.5 trong ngắn hạn thì nó đội đầu này, đội về vùng 40 thì lại chỉnh lại lưng khừng. Xu hướng của BIDV khả năng thì vẫn vẫn đang là các cái nhịp nó đi đi ngang ở đây thôi. Đi ngang ở quanh cái vùng 39. Hỗ trợ của nó ở đây đó là vùng 37.5, lưu ý là như vậy.
MBB có phục hồi, nhưng mà cái lực phục hồi này thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, nói chung là cũng chỉ là những cái lực phục hồi rất là ngắn ngắn ngủi thôi. Nhìn như này thì nó khó lắm. Thì về cơ bản MBB của chúng ta vẫn có vùng 27 cộng ở đây, vẫn đang giữ được, thì nói chung nó vẫn cứ thế thôi, vẫn cứ cầm được, chưa bị phá kỹ thuật. Tech trong tuần thì Tech cũng đã hồi phục tương đối là tốt. Sau những cái nhịp chỉnh giảm thì Tech chạm lại hỗ trợ kỹ thuật 48, vùng 48 nó không gãy nên nó đã công lại được vùng 51, và tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra cái kháng cự ở 51 này. HD Bank vùng 24. Ở nôm na HD Bank sẽ có một cái hỗ trợ cuối cùng ở vùng 24 đây, nếu mà mất vùng 24 thì như vậy là một cái tín hiệu cũng tương đối xấu đối với cổ phiếu HD Bank. TP Bank là một cái mã bank nói chung là tích cực nhất ở trong giai đoạn vừa qua, và đến thời điểm hiện tại thì TP cũng đã lên được đến những cái vùng kháng cự 43 đến 44. Đây là vùng mà anh chị em của chúng ta nên hiện thực hóa lợi nhuận. Khi mà nhận thấy rằng những cái mã cổ phiếu mà nó không tăng được ở vùng kháng cự như này thì thông thường lùng sẽ chạy rất là nhanh. Đó, và chúng ta sẽ sẵn sàng chốt ở vùng 42 là chốt chốt tưng bừng luôn, không có gì phải nuối tiếc cả, bởi vì ở vùng kháng cự mà ông không còn động lực đi tiếp là cứ an toàn tối táng cái đã. Đó, đúng sai chúng ta tính sau. Tiền về trong tài khoản của mình, đó là tiền của mình. Tiền ở trong cổ phiếu nó là một cái gì đấy, nó vừa gần vừa xa, vừa xa vừa gần, nó mờ mờ ảo ảo các anh chị. Lãi đấy chỉ là lãi tạm tính thôi. Liên Việt Postbank nhìn chung thì nó chưa có động lực. Chưa có động lực. 20 là hỗ trợ. STB đó, thì chúng ta khi mà cổ phiếu STB mà rơi về vùng 24 thì cũng có phân tích cho các anh chị rồi đúng không ạ? Dự sẽ có một cái lực phục hồi ngắn ở đây. Và lực phục hồi này khỏe thì lên đến khoảng vùng 26.5 đến vùng 27, khả năng lại bị đạp lại thôi. Và nó lại quay lại test lại nền 24 lần 2. Đó, rồi có thể nó sẽ lừng khừng ở đây thêm một thời gian trước khi mà nó phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. BVB trong thời điểm này xu hướng chủ đạo nó vẫn đi ngang ở quanh vùng 20. Hỗ trợ kỹ thuật của nó ở vùng 18.5 và kháng cự ở vùng 22. Đó, tất cả các nhịp của BVB thì gần như chúng ta chỉ phân tích đến kháng cự 22 là cổ phiếu đổ. Nhịp này cũng như vậy, nhịp này cũng như vậy, đến 22. SHB, đến thời điểm này thì SHB đang chuyển chuyển sàn, hình như là chuyển sàn hay sao anh chị? Và sau 2 phiên giao dịch thì nó đang bị biến mất ở trên bảng điện, thì có chỉ chuyển chuyển sàn thôi. Nhưng nôm na kháng cự của nó vùng 29 đến vùng 30, khi chuyển sàn thì khả năng nó cũng chỉ chạm về kháng cự đó thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích một cái nhóm tương đối là quan trọng. Nhóm này cũng đã tăng rất tốt ở trong thời gian vừa qua. Đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì Hùng sẽ cho các anh chị một cái góc nhìn như thế này để chúng ta tiếp cận vấn đề nó một cách nó tổng tổng quan hơn. Thì thông thường là như vậy, nhóm ngành nào cũng như vậy thôi các anh chị. Sau một cái trend kỹ thuật tăng, nó tăng dài các anh chị thì nó sẽ giảm dài. Đó, ví dụ như VCI đây cũng như vậy đúng không các anh chị? Sau một cái nhịp nó tăng tương đối tốt ở đây thì nó đi vào một nhịp giảm tương đối là dài. Nó không phải một ngày, 2 ngày nó rơi tõm xuống phát đâu, nó cứ rơi âm thầm như vậy. Đó, nó cứ rơi âm thầm như vậy. Vậy thì nhóm ngành chứng khoán ở trong thời điểm hiện tại thì nhóm ngành chứng khoán của chúng ta cũng đã có khoảng, phải nói là khoảng tầm 2 năm tăng cực kỳ tốt và liên tục tăng trưởng, liên tục tăng trưởng. Và đến thời điểm này thì chúng ta sẽ nhìn nhận như nào? Chúng ta sẽ nhìn nhận ở trên góc độ đó là nó đã đạt được những cái tỷ suất lợi nhuận tương đối là lớn, thì tương đối là lớn. Và những cái nhịp mà hiện tại của nhóm ngành chứng khoán đó là những nhịp đánh T cộng, những nhịp đánh ngắn, nhịp đánh ngắn. Còn những cái tài khoản lớn rất có thể là người ta đã hiện thực hóa rồi, người ta đã chốt rồi, và bản thân như mã cổ phiếu VCI thì như đâu đó mẹ của tổng giám đốc cũng đã quyết định bán ra cổ phiếu, toàn bộ cổ phiếu, chính xác là như vậy, hình như là như vậy. Toàn bộ cổ phiếu ở khoảng vùng 64 đến vùng 65. Đó, mẹ của tổng giám đốc các anh chị. Vậy thì nếu giả sử nó tốt thì chắc chắn họ sẽ không bán đâu, họ thiếu gì tiền đúng không ạ? Nhưng họ đã đạt được một cái kỳ vọng lợi nhuận rồi, họ sẽ bán.
Và sau cái bán đó thì có thể cổ phiếu nó vẫn còn có thể những cái nhịp long sọt đó, nhưng các cái nhà đầu tư lớn, các cái tay to lớn là họ đã hiện thực hóa lợi nhuận rồi. Còn lại nó sẽ sau đó, sau những cái lực chốt rất lớn như vậy rồi á, thì cổ phiếu nó sẽ trôi dần về thời gian ở đằng sau này. Đó thì chúng ta sẽ đề phòng những cái câu chuyện như vậy thôi. Thì đối với VCI ngắn hạn, chúng ta đã có phân tích một điểm hỗ trợ kỹ thuật 55 đây, trong tuần nó về đến vùng 55 mấy đây này. Về đến vùng 55,3, và trong đó thì ta dự báo ở khoảng vùng 55,2 là điểm test kỹ thuật. Nó có một tuần hồi tương đối tích cực, và tuần hồi này thì lại đưa cổ phiếu này về lại vùng 64,65. Đó, các anh chị lại chủ động chốt thôi. SSI, trong tuần thì cổ phiếu này đã có một nhịp bung khỏi vùng 40, nhưng tín hiệu tuần sau đó thì nó lại lấy lại được vùng 40. Đấy. Như vậy thì sao? Như vậy thì là tạm thời là chưa chưa có xấu. Đó, nó vẫn đang giữ được vùng 40 cộng ở đây thì vẫn là tạm ổn, nhưng cái vùng 40 cộng bị mất thì đấy là những cái tín hiệu đáng lưu tâm. Nôm na chỉ có như vậy thôi. HCM rồi, trong tuần thì nó đã bung cái mốc ở đây, nó bị bung mốc 50 rồi, và kết tuần thì nó không lấy lại được vùng 50. Như vậy là xấu. Quan điểm kỹ thuật cùng chỉ có đơn giản như vậy thôi. Rồi, và khả năng thì nó sẽ quay về khoảng vùng 45 46 để nó tích lũy lại. SHS cũng đã có một cái điểm bung hỗ trợ trung hạn 35, nhưng sau đó đến tuần thì nó lại lấy lại được hỗ trợ 35. Với cái tín hiệu này thì nó lại đi về lại vùng 38,5 đến vùng 40. Khỏe thì đi về đây. Về đến đây lại bị những cái tài khoản mà họ kẹp hàng ở đây thì họ mang hàng ra họ chốt thôi. Với phương châm là thị trường xấu và yếu thì khi cổ phiếu hồi là bán để chúng ta thu hồi vốn. Đấy là một quan điểm rất là cơ bản và nó cũng hoàn toàn đứng đắn thôi. Đó, ai cũng như vậy. Ai cũng như vậy. MBS rồi đã bung kháng cự 31 hỗ trợ 31,5, nhưng mà cây nến liền sau đó thì nó lại lấp lại được. Với tín hiệu lấp này thì cũng có thể kỳ vọng là em này lại có một nhịp hồi T cộng ở đây, ngắn ngắn ở đây. Rồi về đến khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 36 thì lại bị chốt hạ ở bên này. Đó. CTS cũng như vậy, CTS chưa bung vùng 26 thì nó còn hồi. Hồi này thì cũng chắc về vùng 29 đến 30 sẽ bị chốt lại thôi. AAS 2 tuần vừa qua hết không vượt thoát được vùng 18,7, như thế này thì cũng tín hiệu tương đối xấu, chúng ta cũng nên chốt đi các anh chị, có hàng chốt đi. Ngắn hạn thì nó có thể test lại vùng 16, 16 này giữ được thì ok, còn gãy 16 thì coi như AS cũng bị coi như là bị hỏng trang kỹ thuật. BVS ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang giữ được vùng 31,5 và nó đang có những cây nến đi ngang như này sau một cái điểm tích lũy ở đây. Thì nó có một cái vùng kháng cự ở đây, vùng 34. Nôm na thì có thể khỏe khỏe để lên được vùng 34, 35 ở đây thì nó lại bị chốt lại thôi. Bởi vì quan điểm kỹ thuật cùng đây là nó đang có những nhịp phục hồi, gọi là phục hồi T cộng. FTS. Rồi FTS đó, nó có vùng hỗ trợ trung hạn 50 ở đây, nó 2 lần test. Trong tuần vừa qua thì nó suýt soát tắt về 50 và nó đang kéo lại, và vùng kéo này ở đây thì nó lại đi về lại kháng cự đây đó, vùng 64,65, khả năng vùng 64,65 này hàng họ lại đây này, những cái tài khoản bên này là họ có bị kẹp lại về đây là có lãi là họ chốt đấy này. VND VND thì chưa xấu đúng không ạ? Vẫn trụ vững ở vùng 48,5 và biên kháng cự của nó ở đây là biên 55. Nôm na thì em này khả năng nó sẽ đi những cái hình xin như này thôi. Đây các anh chị này, hình xin nó lên này, đạp này lên, đạp đạp rồi thì đây nó lại hồi này. Hồi 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 T thôi, hồi T lên đây nó lại đạp. Và nó cứ đi vòng vo như vậy, nó đi như này thì nếu như chúng ta học về 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 đỉnh cao của nghệ thuật phân phối hàng á, thì nó có nhiều cái phương pháp lắm, nó nhiều có nhiều phương pháp lắm, nói chung là tạo lập người ta có nhiều cái chiêu trò lắm, nên là mình cũng khó nói. Nhưng mà khi mà cổ phiếu đang có những cái vận động như này
Thì một là chúng ta sẽ đánh theo kiểu gì? À, chúng ta chơi với lái là chúng ta hỗ trợ chúng ta mua, kháng cự chúng ta bán, chúng ta làm theo cái bài đấy. Đó, rồi gặp cái hỗ trợ bên này chúng ta mua ít, rồi lên đến đây chúng ta lại bán. Đó, chứ tuyệt đối là chúng ta không nên đua theo những cái lệnh xanh như thế này thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Và khi nào mà em này mà gãy 48.5, tức là thời điểm đó chứng tỏ rằng tạo lập người ta không giữ nhịp cổ phiếu nữa. Và khi chúng ta tạo lập không giữ nhịp cổ phiếu nữa thì chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Chúng ta phải tạm biệt. Nó giống như con mã cổ phiếu VHE, cũng sẽ lập lại cho anh chị một lật lại một cái lịch sử thôi. Con mã này đúng không ạ? Sau một cái giai đoạn đây các anh chị, đây là đỉnh cao của nghệ thuật phân phối. Đây là đỉnh cao của nghệ thuật phân phối hàng. Đây chúng ta phân tích một cái ý đồ rất là sâu của nó. Đây là những nhịp nó kéo lên và những nhịp này thì có thể là nó sẽ đó, nó sẽ phân phối một ít này, sau đó nó kéo lên này. Kéo lên để nó tạo một cái mặt bằng giá mới, và đây là những nhịp mà anh em nhà nó phân phối hàng. Nó phân phối xong rồi thì đây là những cái thời điểm mà chúng ta phải nhận diện thấy rằng là tạo lập người ta không còn giữ nhịp. Đó, tạo lập nó không còn giữ nhịp và nó đạp cây nến thứ nhất, nó rơi về lại cái biên hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây. Và cái biên này nó bị biến mất trên bản đồ thì đấy là những cái thời điểm cực kỳ nguy hiểm, và các anh chị có thể nhìn thấy đây, nó đã đạp về đến tận 6. 12 về 6, mất khoảng 50% giá trị về đây, nôn hết hàng ra. Đó, và về đây thì ông Lê đã bắt một cái nhịp bắt VHE tương đối là thành công, và anh em lại có tiền, lại coi như là nôm na là chốt được những cái vùng kháng cự ở đâu đó khoảng tầm 10 này, 9.5 đến 10. Rồi bây giờ nó lại đi vào một cái quỹ đạo gọi là lừng khừng rồi. Đây là bắt đầu nhỏ lẻ tự giao dịch với nhau này. Sau nhỏ lẻ tự giao dịch với nhau nó đạp phát về đây này, khả năng là sẽ về vùng 6 hoặc là về đầu tiên là vùng 7 đó. Đó, về đến 7 mà không tích lũy được thì nó sẽ rơi về 6, về đến đây thì lúc đó chúng ta nói chuyện. Đấy là cái cách mà chúng ta tiếp cận vấn đề cổ phiếu là như vậy. Tức là đây là đỉnh cao của nghệ thuật phân phối, các anh chị lưu ý là như vậy. Thì nó có nhiều cách lắm, nó có nhiều chiêu trò lắm, và chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, luôn luôn đề cao những cái ý đồ cảnh giác của tạo lập đó. Và phần thắng thì luôn thuộc, gần như là luôn thuộc về tạo lập thôi, nếu mà chúng ta không cẩn thận. Cổ phiếu VIX ở trong thời điểm ngắn hạn thì cũng không có gì đâu, nói chung đây kháng cự đây đó, và hỗ trợ đây, hỗ trợ ở đây là vùng 17.2, khả năng sẽ quay test lại 17.2, nếu như gãy 16.5 thì như vậy là chúng ta có hàng thì chúng ta sẽ out nốt đi, bởi vì như vậy nó cũng sẽ rất là nguy hiểm rồi. Ok, phần còn lại của bản tin thì chúng ta sẽ lựa chọn để phân tích một số các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành. Thì trong thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ hướng dòng tiền của chúng ta đến bất động sản khu công nghiệp, bất động sản thường nhật và các cái nhóm ngành vật liệu, nhóm ngành đầu tư công. Thì đối với nhóm ngành bất động sản thì ông Lê đã có phân tích rồi. Nhóm ngành khu công nghiệp thì trong thời gian vừa qua chúng ta có ba cái mã cổ phiếu mà đã được phân tích khuyến nghị đầu tư trên nhóm, đó là IDC. Thì đến thời điểm hiện tại là IDC cũng đang có thể gọi là siêu phẩm đó các anh chị, cũng đẹp đó. IDC đã đưa được target 53 trên trên 53 các anh chị, 53.5, và hiện tại cũng đang có những cái điểm mà nó đánh lên ở vùng 55 tương đối là đẹp. Thì đối với cổ phiếu này không gãy vùng 51.5 thì cứ ôm thôi, để kỳ vọng lên 60, có lên là 60 không ta, có thể test. Và nói chung là test không gãy 51 năm thì cơ bản là sẽ lên vùng 6x. Ở một mã cổ phiếu thứ hai nữa là SJC. Sau một cái thời gian nó test nền ở đây tương đối đẹp. Đó, nền ở đây đó là nền bao nhiêu? Nền 46.5, nền 48 thì nó đang break lên. Phiên ngày hôm nay là một phiên nó trả lại cái gap tăng ngày hôm qua. Dự kiến ở trong nhịp này thì SJC sẽ tăng lên khoảng vùng 54 đến khoảng vùng 55. Cổ phiếu ITA
cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư trong những cái nhịp vừa qua, và đỉnh cao là chúng ta phân tích được lên target vùng 8.5. Sau đó thì ba cây sọt xong đó gặp hỗ trợ ở đây thì có khuyến nghị chúng ta bắt lại vòng mới 77.2. Chạm lại kháng cự 7.7 đến vùng 8. Cao nhất lên được 7 chấm mấy đây nhỉ, 7.9. Phiên ngày hôm nay như vậy là nó lại hơi xấu rồi này. Bởi vì sao nó lại hơi xấu? Bởi vì là những cái tài khoản đây này, những cái tài khoản mà kẹp ở đây này, là khi thấy cổ phiếu nhô lên đến đây là họ mang hàng ra họ chốt này, tức là họ bị kẹp lại, là họ hoảng lắm, họ hoảng lắm, và lúc cổ phiếu hồi là họ quay sang họ chốt thôi. Thì ngắn hạn thì chúng ta lại chờ những cái vùng hỗ trợ sâu sâu ở đây, vùng 7 đến 7.2, ta lại gom lại lên đến vùng 7778, chúng ta lại bán đánh ngắn ngắn như vậy. Cổ phiếu CTI nhịp này cũng đang tương đối là đẹp rồi, và chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ tuần. Nhìn ở trên góc độ tuần thì chúng ta nhìn thấy rằng là CTI cũng đang có những cái thời điểm ở đây, đây gọi là cái thời điểm khởi nguyên của một con sóng, và cái thời điểm khởi nguyên của một con sóng này nó mất khá nhiều thời gian đó các anh chị, và đang hy vọng là nó chỉnh lại khoảng quanh vùng 14, 13 hoặc là 13 năm. Đây sẽ là những cái thời điểm, những cái gọi là những cái điểm giá vàng để chúng ta gom cổ phiếu CT trong một cái kênh kỹ thuật đánh dài của em này. Tương đối đẹp, ngắm em này là ok rồi. Cổ phiếu của ngành gỗ hiện tại cũng đang chiến đấu hai mã này, DLD LG. DLG trong phiên ngày hôm nay đánh tương đối là tốt, nhưng DLG thì khi mà nó có những cái biến động ở vùng 3.8 đến vùng 4 á, chúng đã có những cái phân tích, những cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu này. Mười bốn tháng chín, 3.14, 3.14 kháng cự mùng 1 tháng 10. Đây này, ngày 1 tháng 10 cũng có đánh giá cái ý đồ tạo lập, tức là nó khi mà bay break được cái kháng cự 3.5 lên đến vùng 4 á, thì nó làm cái loạn nhịp, nó làm cái loạn nhịp để nó làm gì thì khả năng là nó cũng nhiều yếu tố lắm. Cái này thì do chiêu trò thôi. Nhưng mà thanh khoản trên 10 triệu cổ phiếu này thì cũng đánh giá rằng dòng tiền lớn vẫn đang rất là ok này, hoạt động kéo xả ở khoảng quanh vùng 3.8 đến 4 này, có thể cân thêm. Và nhịp này thì có thể kỳ vọng là một trend kỹ thuật tuần nó khá là đẹp. Thì đối với mã cổ phiếu này thì các anh chị đừng có quan tâm đến cơ bản. Đầu cơ mà, đầu cơ thì cơ bản làm cái gì? Nó mệt. Đó. Đó thì trang kỹ thuật tuần đấy các anh chị này, trang kỹ thuật tuần nó đánh như thế này. Đó, trang kỹ thuật tuần nó đánh như này, với dòng tiền tuần nó đạt khoảng tầm 78 đến khoảng tầm 100 triệu cổ phiếu trên một tuần. Như vậy là toàn là tiền của các ông mãnh rồi, chứ không phải tiền của các em nhỏ nữa. Đó. Và khi tiền của các ông mãnh rồi thì nó đánh kinh khủng lắm. Dự nhịp này khoảng 7 đến khoảng vùng 8.2. Sơ sơ như vậy, nếu mà khỏe thì em ấy chạm mệnh 10. Đó, như vậy là chúng ta sẽ có một cái nhịp đầu tư cũng tương đối thành công. Đó, ví dụ như vậy. Cổ phiếu TTF, con này cơ bản nó cũng không có gì cả. Nhưng chúng ta cũng sẽ nhìn ở trên góc độ tuần. Thì sau những cái tuần tích lũy, thường thường con này sau những cái tuần tích lũy đẹp thì dòng tiền nó sẽ đánh. Và đối với TTF ở trong góc độ nến tuần thì chúng ta sẽ nhìn nhận ở điểm 6.7 là điểm hỗ trợ, thậm chí chúng ta phải tính toán ở một cái hỗ trợ nó sâu hơn. Đó, trong vòng từ tháng 4 đến bây giờ mà nó vẫn giữ được ở đây này, đã vẽ ở đây này, hình như vùng 5.8 đến vùng 6. Đó, vậy thì chúng ta sẽ phải tính toán như thế nào cho nó hợp lý, đó là gì? Chúng ta phải tính toán được khi chúng ta mua, giả sử cổ phiếu về đến vùng 5.8 đến vùng 6, chúng ta có còn tiền để mua không? Đó, câu chuyện là như vậy. Và nếu như chúng ta tính toán được là về đến vùng 5 đến 6 chúng ta vẫn còn tiền để mua, chúng ta vẫn nằm ở trong cái khung định lượng và trong cái kế hoạch của chúng ta, thì chúng ta sẽ thắng.
Đó thì chúng ta sẽ thắng thắng trận. Nhưng ngược lại khi mà chúng ta mua xong, đúng không ạ? Lái nó đạp cho một nhát là ới trời ơi, như vậy là chúng ta sẽ thất bại. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta hoàn toàn bị động. Khi chúng ta mua thì chúng ta chủ động. Chủ động là gì? À, tôi mua ở giá A thì cổ phiếu có thể về đến giá B, giá C, giá D. Vậy khi về đến giá B tôi làm gì? Khi về đến giá C tôi làm gì? Khi về đến giá D tôi làm gì? Thì cái câu chuyện đầu tư của chúng ta nó hoàn toàn khác. Nhưng khi mà chúng ta mua xong, xong đó lái nó đạp một hai phiên chúng ta ới giời ơi, thì đấy là chúng ta sẽ thất bại, chắc chắn là như vậy. Đó, thì đối với TTF ở trong thời điểm này thì nó có một kháng cự đây này. Phiên ngày hôm nay chạm kháng cự 8 không bật được. Một hai lần, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Tuần trước cũng hai tuần trước, bốn lần, năm lần. Tức là cái kháng cự 8 này vẫn đang tương đối là mạnh và sẽ phải cần chờ thêm các cái ý đồ tạo lập. Nhưng nhìn chung thì cũng đang đánh giá rằng vùng 6.7 này, rồi vùng 7 này, vùng 6.7, vùng 7 này, rồi vùng ở đây là vùng 6.5.8 đến vùng 6. Đấy là có những cái vùng mà chúng ta có thể canh để chúng ta chiến đấu. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có thể quan tâm đến các cái nhóm ngành vật liệu xây dựng, xi măng. Chúng ta phân tích nhóm ngành xi măng các anh chị nhé. À, trong cái nhóm ngành vật liệu xây dựng thì các anh chị lưu ý có cái mã cổ phiếu NNC. NNC sau một cái chu kỳ nó bị oánh, gọi là đánh thân tàn ma dại, thì nó đang có một cái hỗ trợ kỹ thuật của nó đây 23.5. Sau đó thì nó đã break được vùng 25, hiện tại nó đang xây ở vùng 26.3 đến vùng 27.3 đây. Và đây là những cái vùng mà canh mua. Đó, nó đạp đạp xuống là canh mua. Vùng đang canh mua ở vùng 26.3 đến vùng 27.3, đây là cái vùng mua đẹp nhất của NNC, chúng ta sẽ lấy vị thế. Có thể mua 30, đủ 3% hàng ở đây, và sau đó thì sẽ chờ thêm tín hiệu kỹ thuật. Và em này thì chúng ta cũng sẽ ngắm ở một cái kênh kỹ thuật dài. KSB, mọi người đang hỏi là KSB bây giờ như thế nào, thì ta sẽ nhìn ở một cái góc độ như này. Tất nhiên là bên này với bên này nó là rất là xa rồi, nó rất là xa rồi các anh chị, nó không 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 thể nói rằng kháng cự này nó sẽ tương ứng với kháng cự này được đó. Nhưng ở trong thời điểm hiện tại, chúng ta tiếp cận KSB hoặc là tiếp cận các cái nhóm ngành vật liệu xây dựng khác ở trên góc độ đó là gì? Kỳ vọng vào đầu tư công, kỳ vọng vào bất động sản, kỳ vọng vào dòng tiền có thể được khơi thông trong quý 4. Chúng ta kỳ vọng vào những cái góc độ như vậy. Thì đối với các mã cổ phiếu của những cái nhóm ngành này nó đều đã tăng rất là tốt ở trong thời gian vừa qua rồi. Đấy, tất cả cổ phiếu nó tăng rất tốt rồi, và đến thời điểm này gần như là những cái điểm mua gọi là điểm mua break. Thì thông thường những cái điểm mua break thì Hùng Lê cực kỳ hạn chế. Đấy, quan điểm kỹ thuật như vậy, Hùng sẽ chọn những cái mã cổ phiếu mà nó đang nằm ở những cái hỗ trợ đẹp để mua. Ví dụ mã NNC vừa vừa nói xong á, đó. Hoặc là ví dụ như TLG, Thiên Long á, TLG đó cũng cũng khá là đẹp. Thiên Long đó. Đó, chúng ta sẽ nhìn ở đây, đó, những cái mã cổ phiếu mà nó đang nằm ở như thế này. Đây là những mã, những cái điểm mua ở vùng 41, đúng không ạ? 41, 40, đây là những cái điểm mua vàng các anh chị. Những điểm mua vàng trong một cái kênh xu thế, gọi là xu thế tuần ấy, chứ không, Hùng không có đánh ngày đâu. Đấy, thường Hùng ngắm những cái điểm, sẽ ngắm những cái điểm rất dài trang kỹ thuật tuần, và đây là những cái điểm mua cực kỳ đẹp để chúng ta gom vị thế, ví dụ như vậy. Còn ví dụ như KSB các thứ nó lên rất mạnh rồi đó, thì khi chúng ta tiếp cận đến những cái dạng cổ phiếu này thì chúng ta mua bình tĩnh, mua từ từ. KSB nó đã break lên rồi, nhưng mà nhìn chung á, là nó sẽ quay lại, nó test đấy, nó sẽ test đấy các anh chị, đừng có vội vàng, có thể test lại vùng 33 đấy, 33, 34 đấy, không phải vội được đâu. Đó, ví dụ như vậy, KSB PLC như thế nào này, xem PLC nào. PLC cũng như vậy, vùng kháng cự 42 này, nó đang lừng khừng ở đây thôi, nhìn có vẻ tốt thôi, nhưng mà đây cũng có thể là một cái ý đồ của tạo lập. Đấy, các ông cứ kéo lên, kéo lên, kéo xả, các ông phân phối hết hàng xong rồi các ông thả tự do. Đó, đấy cũng là một cách, nên là chúng ta phải đề phòng hết sức là cẩn thận. Xem nào, HT1. Rồi, HT1 cũng như vậy. Nó đã tăng rất là tốt rồi, và trước những cái thông tin về đầu tư công, trước những cái thông tin về khả quan của bất động sản thì nó cũng đang, tuần vừa qua nó đang có những điểm break lên. Sau điểm break này các anh chị lưu ý, nếu như chúng ta tham gia thì chúng ta sẽ lựa cái điểm 24 này, chúng ta có thể vào hàng hoặc là sâu hơn ở vùng 23. Đây là những điểm mà chúng ta có thể vào 5%, 5%, ví dụ như vậy.
Và thậm chí là nếu như mà lái mà cho xuống đến tận vùng 21 2, chúng ta vẫn hoàn toàn chúng ta có thể mua. Đó. Như vậy để mua được những cái điểm này thì chúng ta phải phân bố lực ra. Ví dụ giả sử như là chúng ta có thể mua được khoảng 10.000 cổ phiếu này chẳng hạn, thì điểm này chúng ta mua khoảng tầm độ 500 thôi, điểm này 500, điểm này 500, ví dụ như vậy. Hoặc điểm này 1.000. Đó, chúng ta phân 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 ra như vậy. BCC cũng đang tăng tương đối là mạnh. Đó, BCC thì cũng có thể quay lại test. Nó sẽ test ở khoảng vùng giá 21, rồi có thể vùng 20 và sâu hơn có thể vùng 18. Đó, chúng ta phải luôn chuẩn bị sẵn sàng những cái tư thế mà cổ phiếu test ở đâu thì chúng ta sẽ phải chiến đấu ở đấy. Chứ đằng này là rất nhiều anh chị em là đua ở vùng 24, xong đó lại nó đạp cho phát về vùng 18 là há hốc mồm nó rồi. Đấy, bán hết ở đây. Bán hết xong ở đây thì đến ngày hôm sau nó lại kéo bull lên vùng 24, như thế là lại ngồi than thanh trách phận. Nhưng đấy là do mình, chúng ta quản lý các cái điểm mua không tốt và chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng cho một cái tư thế. Bởi vì khi mua là bao giờ mọi người cũng chỉ nhìn thấy là tốt 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 tốt, nhưng mọi người sẽ không nhìn thấy là xấu 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 xấu. Vậy khi xấu 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 thì chúng ta làm gì? Đó, chúng ta không có sẵn cái phương án nên là chúng ta bị giật mình. Và khi giật mình á, rồi á, thì là cái tâm lý thi đấu nó không còn ổn định nữa. Và tâm lý thi đấu không còn ổn định nữa thì chúng ta sẽ thất bại. Và trong cái thời gian vừa qua, ở trong những năm vừa qua thì Hùng Lê đã chứng kiến rất nhiều nhà đầu tư. Trong team Hùng Lê thôi, chắc chắn là như vậy, rất nhiều nhà đầu tư đã phải bỏ cuộc và chúng ta phải từ bỏ thị trường chứng khoán. Bởi vì đơn giản là chúng ta sai quá nhiều và chúng ta cái nền tảng kiến thức của chúng ta chưa được đáp ứng đầy đủ, mà chúng ta đã dùng margin vô tội vạ và chúng ta nghĩ rằng rằng là chúng ta có 1 tỷ và chúng ta vay thêm của công ty chứng khoán 1 tỷ nữa, là chúng ta có 2 tỷ và chúng ta có 2 tỷ đó chúng ta có thể nhân lên thành 2 tỷ rưỡi, nhân lên thành 4 tỷ, vân vân và vân vân, và cuối cùng thì chúng ta thất bại. Và vẫn nhớ một bạn 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 ở Bắc Giang, bạn Sơn, bây giờ mà Hùng Lê vẫn đang còn lưu số, nói không được, can không được, cản không được đó, và cuối cùng thì đã phải bỏ cuộc. Và chính xác là nhớ, rất rất nhớ bạn đấy. Còn trong cái quá trình đầu tư thì rất nhiều nhà đầu tư cũng đã phải rời bỏ thị trường chứng khoán chỉ vì đơn giản là chúng ta không chuẩn bị sẵn một cái tinh thần thi đấu tâm lý nó ổn định và chúng ta không lường trước được những cái kịch bản khó khăn của thị trường. Ok, tuần này thì chúng ta chỉ phân tích một số các mã cổ phiếu như vậy. Đối với những mã cổ phiếu nào chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng bản tin. Bên dưới dòng bản tin, Hùng Lê sẽ trả lời tất cả các cái câu hỏi của các anh chị về cổ phiếu. Đó, về cổ phiếu các anh chị lưu ý là như vậy. Tất cả các câu hỏi về các mã cổ phiếu chưa được phân tích ở trên bản tin tuần thì các anh chị có thể comment ở dưới đây và Hùng Lê sẽ dành thời gian để chúng ta giải đáp các cái thắc mắc của các anh chị. Phần cuối cùng của bản tin thì chúng ta sẽ quay về để chúng ta nói lại về thị trường trong tuần vừa qua một tí và chúng ta sẽ có những cái dự báo, dự đoán về xu hướng ngắn hạn của thị trường. Thì các anh chị chúng ta Hùng sẽ nói lại một câu chuyện này. Chắc chắn rằng là rất nhiều người cũng đã đi qua và câu chuyện này thì nó cũng đã thấm vào trong gọi là máu thịt của rất nhiều nhà đầu tư lâu năm. Rất nhiều nhà đầu tư lâu năm, đó là gì? Đó là chúng ta kiếm tiền được ở trong một nhịp đầu tư rất tốt, nhưng Hùng Lê phải nói lại, nhưng chỉ khoảng 1 đến 2 tuần thì thị trường sẽ lấy hết tất cả lợi nhuận của chúng ta kiếm được trong vòng 2 tháng. Câu chuyện này không phải là câu chuyện mới mẻ gì, mà câu chuyện này là câu chuyện nó đã thấm vào, cùng đây có thể nói đấy, thấm vào máu thịt của những anh chị em đầu tư kỳ cựu lâu năm trên thị trường chứng khoán. Đó. Vậy thì sau một nhịp tăng tốt của thị trường, sau một nhịp tăng tốt của cổ phiếu, chúng ta cần phải hiện thực hóa lợi nhuận, chúng ta cần phải đưa cái lợi nhuận đó về tài khoản của chúng ta. Đó, quan điểm của Lê như vậy. Bởi vì Hùng cũng đã dính rất nhiều lần rồi, đôi lúc chỉ có 1 tuần thôi, nó lấy hết sạch tất cả những cái lợi nhuận của chúng ta, cày cuốc được, gọi là gòm gõm được trong một tháng, chỉ có 1 tuần thôi, chỉ có một nhịp thôi. Đấy, là nó lấy sạch luôn. Đấy, thì như vậy là chúng ta phải hết sức là lưu tâm.
À, đến thời điểm hiện tại các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là nến 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 giờ của index, thì index của chúng ta trong tuần vừa qua nó đã vượt kháng cự tuần mà phân tích ở đây, đó là vùng 1360. Chính xác 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm ở đây kháng cự tuần, và đến điểm thứ tư thì nó đã break được vùng kháng cự tuần 1360. Như vậy thì tuần tới thị trường chúng ta sẽ đối diện với một cái kháng cự cũng khá là to ở vùng 1380 đến khoảng vùng 1390. Đấy là một cái kháng cự tuần, đấy là một kháng cự tuần của index tương đối là mạnh, tương đối là mạnh. Đây các anh chị, đó là cái ý thứ nhất. Rồi, chúng ta sẽ thấy rằng là như vậy là trước mắt của chúng ta sẽ có cướp. Cái ý thứ hai đối với chỉ số VN30 đi, chúng ta sẽ thử xem VN30 của chúng ta. Như vậy là VN30 thì cơ bản là VN30 đã vượt kháng cự tuần, đó là 1470, 1475 ở đây. Đóng cửa ở vùng 1476. Như vậy thì VN30 sẽ không còn những cái kháng cự tuần ngắn hạn ở đây nữa, mà nó sẽ có thể gặp những cái kháng cự tuần xa hơn. Đó là ở đây là vùng bao nhiêu ạ? Kháng cự tuần ở đây đó là vùng bao nhiêu đây ta? Vùng 1490. Đó, nó có thể VN30 sẽ có thể có những cái vùng kháng cự tuần đây 1490. Còn phái sinh, chúng ta sẽ xem phái sinh có những cái kháng cự tuần nào. À, phái sinh thì nó cũng khá đồng pha với VN30, tức là khi mà phái sinh của chúng ta vượt thoát được cái kháng cự tuần ở đây, đó là vùng 1460 anh chị nhỉ, 1460 đúng không? Khi mà nó vượt thoát được vùng 1460 thì gần như cơ bản là nó cũng đã thoát được những cái kháng cự tuần trong trong cái khoảng thời gian ngắn hạn ở đây. Và như vậy thì nó cũng sẽ tiệm cận đến những cái kháng cự tuần cao hơn, đó là vùng 1480 đến vùng 1490. Rồi, trên góc độ kỹ thuật các anh chị nhé, trên góc độ kỹ thuật thì tuần giao dịch mới chúng ta sẽ có những cái đánh giá thị trường. Đó là sau khi mà nó break được những cái vùng kháng cự quan trọng thì thông thường là chỉ số này, các cái chỉ số kỹ thuật thường nó sẽ quay về để nó kiểm tra lại các cái mốc mà gọi là cái kháng cự dài. Thì trong tuần tới cái mốc 1360 này nó sẽ trở thành, chính xác nó index nó phải là như thế này, tức là 1355 đến khoảng 1360 nó sẽ trở thành một cái điểm tì bật, một cái điểm gọi là điểm để xác nhận rằng thị trường của chúng ta có thể tăng tiếp được hay không. Thì đây là những cái điểm test kỹ thuật ngắn hạn để xác nhận xu hướng của thị trường. Đối với chỉ số phái sinh thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đây là những cái nhịp bull, mà những nhịp bull gọi là bull trap kéo lên ở những cái phút cuối của phiên giao dịch. Thì thông thường cũng nên nói như vậy. Thì thông thường sang tuần mới thì VN30, chỉ số phái sinh của chúng ta cũng sẽ quay lại test lại cái biên mà nó vừa mới gọi là biên kháng cự tuần đó, nó vừa mới break qua, đó là vùng 1455 đến 1460 để nó xác nhận thêm những cái xu hướng tiếp theo. Đối với chỉ số VN30 thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Hoàn toàn tương tự như vậy, đó là nó cần phải kiểm tra lại các cái điểm test kỹ thuật của nó ở vùng 1460 đến vùng 1465 ở đây. Đó chính là những cái điểm mà test để kiểm tra lại cung cầu, để kiểm tra lại xu hướng của các cái nhóm ngành. Đó, xu hướng của các cái nhóm ngành. Trước khi mà nó hình thành gọi là nhịp tăng tiếp hay là như thế nào thì nó sẽ có những yếu tố kỹ thuật ở đây. Và trong một cái góc độ kinh nghiệm đi, nói kinh nghiệm đi. Kinh nghiệm chinh chiến ở trên thị trường, thì thông thường ở những cái vùng kháng cự thì cũng chỉ lưu ý lại với các anh chị em, cái này nói rất nhiều rồi, và trên thực tế thì các anh chị cũng đã gặp những cái tuần giao dịch mà sau khi cùng phân tích xong thì cả cái tuần đó ở thị trường chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Thì chúng ta cần làm những việc gì? Thứ nhất đó là những tài khoản nào full margin chúng ta lưu ý, ta đưa về tỷ trọng an toàn để đảm bảo cái tỷ lệ tài khoản. Những tài khoản nào chúng ta đang có lãi cổ phiếu, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chốt lãi một phần, và chúng ta nên đưa cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu về vùng khoảng 30-70 hoặc là 50-50. Thông thường thì ông Lê sẽ chọn 50-50.
Và thứ ba nữa là các cái điểm mua ở trong những cái vùng kháng cự ngắn hạn chúng ta hết sức lưu ý, bởi vì những cái điểm mua đó thường là những cái điểm mua mà chúng ta mua phải những cái giá vốn rất là cao, và trong trường hợp không may thị trường của chúng ta chỉnh giảm thì những cái mức độ về thua lỗ của chúng ta nó sẽ lớn, và thông thường thì nhà đầu tư sẽ không đủ bình tĩnh và thông thường mọi người sẽ cắt lỗ, và chúng ta sẽ cắt lỗ đúng vào những cái thời điểm mà thị trường gặp hỗ trợ. Đó, thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta nên lưu ý trong cái tuần giao dịch mới. Ok, bản tin tuần đến đây là hết. Và ông Lê xin được kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em. Và Ngùng cũng mời tất cả anh chị em của chúng ta có điều kiện đã biết đến ông Lê thì cũng mời về team của ông Lê tại công ty chứng khoán VPS để chúng ta đồng hành, có những cái phân tích trực tuyến, cũng như có những cái trao đổi, có thêm những cái thông tin trao đổi trong cái quá trình giao dịch, quá trình đầu tư. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà.